Thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ là ai trong chúng ta khi theo dõi chương trình ở đây thì cũng đều đang rất là quan tâm, muốn biết hôm nay chương trình bác sĩ của bạn sẽ nói về chủ đề gì, có phải là những chủ đề tôi rất quan tâm và đang mong muốn tìm hiểu hay không. Thưa quý vị, chúng tôi tin là mỗi ngày thì chúng tôi đều có một cái lượng khán giả rất là lớn, vì mỗi ngày đều sẽ là một vấn đề về sức khỏe mà quý vị khá là thường thấy. Hôm nay sẽ là câu chuyện về móng tay. Nói tới đây thì xin quý vị dành một phút giúp cho chúng tôi, hãy ngắm đôi bàn tay của mình thử xem những móng tay của mình ra sao. Và quý vị có biết là móng tay cũng có thể nói lên vấn đề về sức khỏe của chúng ta hay không ạ? Hãy đồng hành cùng với chương trình để xem những chiếc móng tay xinh xắn nói gì về sức khỏe của quý vị nha. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng xem qua một tiểu phẩm của chương trình. Vậy nha anh men chuẩn men. Ý em hỏi là tại sao bóng nè, sao bóng dữ vậy đàn ông trai mà tay bóng lưỡng vậy, sao nước bóng hả? Không có, tại vì hôm bữa dân anh muốn thử cái nước bóng móng tay á, cho nên là mượn móng tay của anh để thử. Nhưng mà nhìn cái móng tay anh là em biết anh khỏe đó, sức khỏe tốt. Đúng mò, là anh nhìn móng tay mà biết bệnh. Cái móng tay của anh nó rất là chắc khỏe, móng rất là cứng, nó hồng hào như vậy là tình trạng sức khỏe bên trong của anh nó biểu hiện ra cái móng tay là nó tốt. Thiệt nè, thí dụ như nha, anh quan sát thử những cái người mà móng yếu giống như em nè, anh thấy không, trời, nó ra mấy con miếng là nó mẻ, nó lởm chởm là thiếu, nhiều khi là thiếu canxi đó. Rồi cái móng tay anh nhìn, có móng tay anh nó rất hồng hào đúng không, có những người anh nhìn vô anh thấy cái móng tay nó bị trắng, nó bị gọi là giống như là bị nhợt nhạt màu á, đó là một trong những cái biểu hiện của cái sự mà lão hóa đó. Lão hóa hả? Rồi móng tay mà trắng bạch luôn, trắng bệt luôn á, là coi nha, phải đi khám bác sĩ, nó sẽ là báo hiệu của những cái căn bệnh rất là nghiêm trọng nó, và nó cũng là dấu hiệu của bị lão hóa hoặc là bị di truyền nữa. Nói chung là mình phải đi kiểm tra. Nếu mà cái tình trạng móng tay mình nó không có hồng hào chắc khỏe thì coi như là em nói đúng đi. Nhưng mà thí dụ như mà móng tay của mình những cái dấu hiệu đó thì nó có những cái căn phát hiện được những cái căn bệnh nào khác này kia không? Ví dụ như là móng tay anh như vậy thì nó có thể là anh bị suy tim nè, bị sơ gan mãn tính nè, rồi suy thận nè, nhiều lắm, rất là nguy hiểm luôn đó anh. Như tóc anh đi, tóc mà không có nuôi được, không đủ chất là nó cũng bị rụng tóc. Móng tay cũng vậy, anh thiếu canxi là nó cũng sẽ bị anh thấy hồi xưa nó hay có mấy cái hộp ta gọi là hộp gạo trắng trắng ở trên tay. Ngu lan chức nữ. Đâu phải chú Hậu. Lộn rồi. Cái này là anh em bạn bè. Tại vì chú mỗi lần nhìn thấy nam với nữ là gọi ngu lan chức nữ hết. Chú Hậu vô tính. Đúng rồi. Hai đứa rủ nhau uống cà phê không rủ chú, sợ tốn một ly hả? Có, này là bàn công chuyện. Đúng rồi, bàn công chuyện quan trọng. Công chuyện nhiều quan trọng hả? Quan trọng về cái móng tay. Nghiên cứu móng tay thì sao? Đây, con nói với Hậu nghe. Mới nãy là Minh nói với con là Minh đang tìm hiểu về móng tay. Vì móng tay nó biết nói. Trời ơi, móng tay sao biết nói? Đó. Biết nói đây là nó nói lên cái tình trạng sức khỏe bên trong của mình như thế nào. Đúng rồi đó. Móng hồng hào chắc khỏe là mình khỏe mạnh, còn móng mà gọi là nhợt nhạt, bị trắng là bị bệnh này bệnh kia. Đúng không chú Hậu? Chú biết. Con bỏ móng tay con ra đây. Con không sao, bỏ ra đi, còn kia coi. Dạ không. Móng tay con màu xanh nữa. Con bị HIV rồi. Cái gì vậy chú? Cái gì? Làm gì có, không. Mới đi khám. Để coi lại. Nè, bình thường không có. Gần ngôi màu xanh, chứ phải có móng tay màu xanh, may quá. Nhưng mà biết tại sao mà màu xanh là HIV không? Không. Vậy chú? Tại vì khi mà mình bị nhiễm trùng rồi đó, nhiễm trùng thì móng tay nó đa số nó màu xanh hết. Rồi những cái chất á, cái chất mà điều trị virus đó, đó kháng virus đó, mà trị cái bệnh gọi là HIV, bệnh AIDS á, là nó đều làm cho móng tay mình màu xanh hết. Một số thuốc là như vậy đó. Có nghĩa là cái thuốc đó nó có thể ức chế cái con virus HIV trong cơ thể cái người bị bệnh. Nhưng mà cái thuốc đó nó cũng có cái hệ lụy là nó sẽ khiến cho cái móng tay cái người đó bị xanh. Đúng rồi, cái yếu tố nó làm cho cái móng tay của mình nó bị màu xanh. Một hai loại thuốc thôi. Do đó nên cái chuyện mà con nhìn vô đây để con coi con người đó bệnh gì hoàn toàn là sai hết. Cái này là chỉ có đón mò, đón non, đón bậy, đón bạ. Giống như chú nhìn mà màu xanh chú nói HIV hết. Ồ vậy mấy cô mà vẽ nón màu xanh, móng màu xanh là bị HIV hết hả? Đâu phải đâu, đúng không? Không, hoàn toàn phải. Chính là vậy, chú chỉ cho con một cách để làm gì để biết mà nhìn móng tay mà biết là bệnh gì. Thôi chỉ đúng rồi chú.
thắc mắc cái vụ đúng đó rồi đi. Con cũng muốn tìm hiểu nè chú. Dạ. Bây giờ nè con á lên gặp chuyên gia đi rồi chuyên gia sẽ nói con. Còn cái chuyện này chú sống lâu hơn tụi con, nhưng cái chuyện mà nhìn ngón tay để biết bệnh thì hoàn toàn không hề biết. Trời ơi, công nhận chú Hậu hay ghê luôn. Quá hay luôn. Vô nói tới nói lui nhìn móng tay xanh đỏ tím vàng, cuối cùng đi gặp bác sĩ. Và bây giờ thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo sẽ bật mí ngay với tất cả quý vị. Móng tay nói gì về sức khỏe của chúng ta? Xin chào bác sĩ ạ. Chào MC Diễm Loan và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, xin cho Loan được hỏi là một cái chiếc móng tay thì như thế nào gọi là bộ móng tay khỏe ạ? Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là móng tay là một cái bộ phận tuy là rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện được một cái vẻ đẹp của một người và cũng như là thể hiện được sức khỏe của người đó. Thì một cái móng tay được gọi là đẹp, tức là chúng ta thấy là bề mặt móng thì bóng và trong suốt. Chúng ta có thể nhìn xuống và chúng ta thấy được cái phần mà cái phần giường móng ở bên dưới là nó màu hồng. Và cái phần da mà xung quanh chúng ta gọi là phần biểu bì quanh móng là trơn láng, nó không có sần sùi, không có bị khô, không bị nứt nẻ hay là không có bị bong vẩy. Ngoài ra thì là nếu mà chúng ta nhìn từ trên xuống, chúng ta thấy móng của chúng ta hơi có một cái độ cong nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nhìn từ mặt nghiêng á, chúng ta cũng thấy rằng là ở phần chính giữa thì nhô lên, còn phần hai bên cái nếp móng á, thì nó hơi thấp xuống một chút, nhưng mà cái độ cong nó ở mức độ vừa phải chứ không phải là cái độ cong vòng lên. Rồi một cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta nhìn cái móng tay, chúng ta thấy là ở cái móng tay á thì chúng ta thấy độ dài á thì sẽ lớn hơn độ rộng một chút. Đó là một cái móng tay đẹp và khỏe. Dạ, thưa bác sĩ, và móng tay đẹp và khỏe thì chắc là nãy giờ quý vị khán giả cũng nhận diện ra rồi. Và nhiều quý vị đang reo lên, vậy là tôi khỏe nha. Nhưng cũng có một số quý vị bắt đầu hơi lo lắng, bởi vì thấy sao cái móng tay của mình nó không giống như hình ảnh của một cái móng tay khỏe mạnh mà bác sĩ vừa mô tả. Thưa bác sĩ, như vậy một cái móng tay như thế nào thì gọi là không khỏe mạnh? Và chiếc móng tay đó có khả năng mắc những cái căn bệnh thường thấy nào ạ? Thì nếu như mà móng tay của chúng ta có những đặc điểm mà trái với những đặc điểm của một móng tay khỏe như tôi vừa kể thì rõ ràng móng tay đó có cái vấn đề. Tuy nhiên vấn đề có thể là ngay tại chỗ của móng tay, cũng có thể là vấn đề là do một cái bệnh lý toàn thân, hoặc là do chúng ta sử dụng một số loại thuốc gây ảnh hưởng đến cái việc phát triển móng tay, hoặc là một cái số bệnh lý về da. Tại vì chúng ta biết rằng là da, tóc, móng là ba anh em đi chung với nhau, do đó nên đôi khi những cái biểu hiện mà của da thì chúng ta có thể nhận biết thông qua những cái triệu chứng của móng. Ví dụ như chúng ta thấy là trong những trường hợp mà cái bệnh mà chúng ta hay gặp nhất là bệnh viêm da cơ địa chàm, thì chúng ta thấy là những người mà bị bệnh viêm da cơ địa là không chỉ là cái da của họ bị khô, sần sùi hay là nổi mụn nước, hồng ban, mà móng tay của họ cũng có thể là xuất hiện những cái đường sọc ngang. Móng tay thì cái bề mặt bóng không còn cái độ bóng nữa, nó sẽ trở nên là hơi sần sùi, rồi cái làn da mà xung quanh móng hay gọi là cái biểu bì quanh móng nó cũng bị khô, bị bong vẩy lên, xuất hiện những cái vết nứt nhiều. Hoặc là một cái bệnh lý mà chúng ta cũng hay nghe nói là vẩy nến. Vẩy nến nó là một bệnh lý không chỉ là về da, mà nó là một bệnh lý, một phản ứng viêm mà có ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, hay chúng ta gọi là một cái bệnh lý hệ thống, một bệnh lý toàn thân. Thì trong những trường hợp mà nếu biểu hiện của vẩy nến không phải là ở ngoài da đầu tiên thì cái việc chẩn đoán sẽ rất là khó khăn. Nhưng sẽ có những người bệnh nhân đến khám vì tình trạng là móng bị rỗ. Rỗ móng tức là xuất hiện những cái chấm nhỏ 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 lõm ở trên bề mặt móng, ở móng tay cũng có, móng chân cũng có. Hoặc là mình thấy là móng của người bệnh xong mà bị bật lên, mình hay gọi là cái phần tăng sừng dưới móng, và dẫn đến là ly tách móng. Hoặc là trên cái bề mặt móng xuất hiện những cái vết như mà chúng tôi gọi là những vết dầu loang, đó là cái màu vàng vàng. Thì khi đó là những cái biểu hiện mà chúng ta thấy rất đặc trưng của vẩy nến. Và người ta đã có thống kê rằng là trong 30-40% những trường hợp mà bệnh lý vẩy nến có thể được chẩn đoán nhờ vào cái triệu chứng đầu tiên, đó là biểu hiện ở móng. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta quan sát và chúng ta để ý đến móng tay của chúng ta là cũng rất cần thiết để chúng ta có thể phát hiện và chẩn đoán sớm một số cái bệnh lý. Ngoài ra thì chúng ta còn nghe những cái hội chứng như là hội chứng móng vàng, hoặc là những cái móng tay lão mình thì. Thì như hội chứng móng vàng đó, mình gọi hội chứng tức là cái triệu chứng này nó nằm trong một cái bệnh lý gồm có 3 cái triệu chứng. Đó là cái móng tay thì vàng, tất cả những cái móng tay trên bàn tay. Rồi có những cái triệu chứng và viêm nhiễm về đường hô hấp. Và cái thứ ba là có tình trạng là phì đại của những cái mạch, những cái hạch bạch huyết. Do đó nên đôi khi chúng ta chỉ cần là nhìn thấy một cái bàn tay người bệnh xong mà móng tay vàng quá, mà móng gần như là không có mọc. Tại bình thường móng tay của chúng ta cũng vẫn mọc nhưng mà chậm thôi. Còn móng ở những người bệnh này là hoàn toàn là giống như là mình thấy là tốc độ mọc của móng
ngưng rồi bắt đầu là móng thì vàng lõm xuống, bề mặt sần sùi, thì khi đó chúng ta cần phải nghĩ đến là bệnh nhân có một cái bệnh lý toàn thân nào hay không. Hoặc là một cái trường hợp như tôi có chia sẻ móng tay lõm mình thì là tức là cái phần đĩa móng này nó mềm lắm, nó mềm đến mức mà lõm ngay chính giữa luôn, mà đôi khi là mình nói là để một cái giọt nước lên trên móng mà nó không có chảy đi luôn được, tức là nó lõm sâu như vậy. Thì trong những trường hợp này là người bệnh có thể bị những cái bệnh lý như thiếu máu quá nặng, thiếu máu mạn tính, hoặc là có một tình trạng bị ứ sắt, do đó nên sẽ dẫn đến là ứ sắt ở những trong những cái mô của cơ thể như mô gan, mô tim luôn cả. Dạ, thưa quý vị, nghe tới đây thì chắc là quý vị cũng thấy rồi đó, móng tay biết nói chuyện, rõ ràng là như thế đúng không ạ? Móng tay đang cảnh báo cho chúng ta về rất nhiều những cái căn bệnh khác nhau, mà khi mà chúng ta thấy có cái sự bất thường thì rất mong là quý vị chúng ta sẽ tập trung để ý nhiều hơn tới bộ móng tay của mình, và sau đó thì chúng ta sẽ đi thăm khám trong cái trường hợp cần thiết quý vị nha. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cũng có thể bật mí với quý vị khán giả về cái cách chăm sóc để chúng ta có được một cái bộ móng tay khỏe mạnh ạ. Vâng. Để mà chúng ta chăm sóc một bộ móng tay làm sao mà giữ cho nó khỏe, đầu tiên là mình phải hạn chế móng tay của mình đừng có tiếp xúc với những cái hóa chất nào mà độc hại. Tại vì nhất là chị em phụ nữ đó, MC Diễm Loan thấy là mình hay phải làm những cái công việc nội trợ, những cái việc dọn dẹp nhà cửa, hay là trong những cái dịp mà Tết đến, những cái dịp tiệc tùng nhiều, thì khi đó chúng ta phải sử dụng những cái hóa chất để chúng ta tẩy rửa nè, hoặc chúng ta phải rửa chén bát rất là nhiều. Thì khi trong những cái trường hợp mà chúng ta làm những công việc đó, chúng ta phải đeo găng để mà chúng ta bảo vệ phần móng tay. Và trước khi chúng ta đeo găng, chúng ta nên thoa một lớp dưỡng ẩm. Để làm gì ạ? Để mà chúng ta giống như tạo ra một cái lớp màng bọc để bảo vệ cái bàn tay của chúng ta. Nếu trong quá trình mà chúng ta làm việc, chúng ta đeo găng mà lâu á, mà hóa chất có vô tình mà vẫn có thẩm thấu vô trong cái lớp găng để vô trong tay của chúng ta, thì cái lớp dưỡng ẩm này giống như một cái lớp màng bọc để mà ngăn chặn hóa chất không có tiếp xúc trực tiếp lên da của chúng ta. Cái thứ hai đó là có một số bạn là chúng ta rất là chăm sóc về cái vẻ bên ngoài, về ngoại hình, và móng tay là các bạn cũng rất là chăm sóc thường xuyên. Đôi khi bạn cắt tỉa quá nhiều thì chúng ta cũng không nên lạm dụng quá việc cắt tỉa móng, bởi vì là nếu chúng ta cắt móng mà chúng ta cắt móng quá sát, hoặc chúng ta giũa móng không đúng cách, thì có thể là làm cho là hiện tượng xảy ra như là móng chọc thịt nè, hoặc là xảy ra những cái tình trạng viêm quanh móng, hoặc là mình cắt sát quá, mình gọi là mình làm móng mà mình cậy khóe nhiều quá, thì có thể là làm cho cái móng bị tách ra khỏi cái phần thịt bên dưới móng và tạo ra một khe hở để cho những cái vi nấm hoặc những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào bên dưới của móng. Rồi một điều nữa đó là chúng ta nhớ rằng là chúng ta chăm sóc cho tay. Tại vì sao? Bởi vì đa phần là chúng ta dành thời gian chăm sóc cho mặt đúng không ạ? Chăm sóc cho cổ nhưng chúng ta quên mất đôi bàn tay của chúng ta. Cho đó nên chúng ta chỉ cần một cái điều nhỏ nhặt thôi là quý vị khán giả chỉ có để một cái tiếp kem dưỡng ẩm theo bên mình. Rồi lâu chúng ta sẽ thoa dưỡng ẩm để mà bảo vệ cái hàng rào lipid, bảo vệ da bàn tay của chúng ta. Là như vậy là cũng đã đủ những cái điều rất là đơn giản để chúng ta có thể giữ cho bộ móng của chúng ta được khỏe đẹp. Thưa quý vị, bộ móng tay sẽ nói lên sức khỏe của rất nhiều quý vị ở đây. Và chúng tôi hy vọng là quý vị nào sau khi theo dõi chương trình xong, một thời gian nữa chúng ta giữ gìn cho đôi bàn tay của mình thật là khỏe mạnh, quý vị cũng đều có thể kể cho chúng tôi nghe rằng móng tay của quý vị đang nói sức khỏe của quý vị rất tốt. Chúc cho quý vị đều có được một nền tảng sức khỏe thật vững vàng quý vị nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.